quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự tối thứ ba ngày 17 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Hội nghị Thành ủy lần thứ 10 đã diễn ra nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Sau một tháng phát động, chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành du lịch Đà Nẵng và các đơn vị thường xuyên giao tiếp với du khách. Tin thế giới, Nhật Bản và Iran đã nhất trí tiếp tục hợp tác để hỗ trợ thực hiện thỏa thuận hạt nhân trong bối cảnh thỏa thuận đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, trong hai ngày 17 và 18 tháng 10 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa 14 tiến hành phiên họp toàn thể nhằm thảo luận và thông qua các báo cáo quan trọng sẽ trình tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp. Thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017, các ý kiến thống nhất với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trong đó nổi bật là tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 6,7%. Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, hội nghị đã tham gia các ý kiến và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 6,5-6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%. Hội nghị tập trung thảo luận các báo cáo thẩm tra liên quan đến các công trình trọng điểm quốc gia như xây dựng cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án luật cạnh tranh sửa đổi, dự án luật quy hoạch, v.v. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng chủ trì Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. 9 tháng đầu năm 2017, kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng khá với tổng sản phẩm xã hội tăng gần 8% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, đón hơn 5,1 triệu lượt khách, tổng thu ngân sách đạt hơn 17.000 tỷ đồng, đạt hơn 82%. Đà Nẵng đã thu hút 73 dự án FDI với tổng vốn gần 62 triệu đô la Mỹ, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tổ chức thành công diễn đàn đầu tư 2017. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường có chuyển biến. Chương trình thành phố Bốn An được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các mặt văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng chuyển biến trên tất cả các mặt. Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05. Công tác xây dựng chính quyền, việc đổi mới hoạt động của mặt trận, hội đoàn thể được chú trọng. Đặc biệt, thành phố đã tập trung chuẩn bị chú đáo các điều kiện chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, trên thực tế cũng còn nhiều hạn chế như tình trạng xây dựng trái phép vẫn xảy ra. Các điểm đóng ô nhiễm chưa được xử lý kịp thời, vệ sinh an toàn thực phẩm còn phức tạp, an ninh trật tự, an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác quản lý báo chí và mạng xã hội còn lung túng. Tại hội nghị, Ban tổ chức Thành ủy cũng đã công bố quyết định phê duyệt của Ban thường vụ Thành ủy về bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 21 và các chức danh lãnh đạo, quản lý, phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo, quản lý do Ban thường vụ Thành ủy phê duyệt. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị địa phương đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế duy trì đà tăng trưởng, kết quả thu ngân sách ấn tượng. Thành phố cũng đã tổ chức thành công diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017. Có những cái con số hết sức ấn tượng như là cái tăng trưởng cái thu ngân sách. Cái thu ngân sách nó thể hiện một cái quản lý tốt, đi vào chất lượng và thực chất. Trong 9 tháng thì chúng ta đã có 3.416 doanh nghiệp đăng ký mới. Cái tăng trưởng cái số doanh nghiệp chỉ có 6,3%. Nhưng đáng mừng ấy là cái quy mô doanh nghiệp thì lại rất là lớn. Cái vốn, số doanh nghiệp chỉ tăng có 6,4% nhưng mà vốn thì lại tăng đến 37%. Đây là
khi chúng ta đã có những cái doanh nghiệp lớn hơn để đầu tư ở chúng ta. Và cái thành công của cái diễn đàn doanh nghiệp đây là vấn đề thể hiện được cái sự tin tưởng và cái tiềm năng phát triển tới đây của chúng ta cần phải phát huy hơn nữa. Từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc còn rất lớn và quan trọng. Bí thư Thành ủy yêu cầu các ngành địa phương phải tập trung rà soát để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 theo đúng quy định. Trong đó, đặc biệt phải tập trung tối đa cho tuần lễ cấp cao APEC cùng với diễn đàn đầu tư vừa tổ chức thành công. APEC là cơ hội lớn để thế giới biết đến Đà Nẵng nhiều hơn. Qua đó, chúng ta thu hút các nhà đầu tư có định hướng, có tầm nhìn để tiếp tục đưa Đà Nẵng đi lên. Một cái sự nỗ lực cố gắng bền bỉ quyết tâm của chúng ta là rất lớn. Cho đến hiện nay là chúng ta phải đang tính từng ngày. Nên đề nghị các đồng chí là phải coi đây là một cơ hội để thế giới biết tới chúng ta nhiều hơn. Chúng ta có nhiều cơ hội hơn để kêu gọi đầu tư. Và trong cái dịp này chúng ta còn có hai cái dự án mà người ta đang đề nghị được khởi công bởi các thủ tướng của các nước. Bí thư Thành ủy đề nghị tăng cường công tác thu ngân sách, đảm bảo mục tiêu vượt ít nhất 10% dự toán, lưu ý công tác quy hoạch, quản lý đô thị. Cùng với các công trình phục vụ APEC, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố, xúc tiến các dự án mang tính đột phá của thành phố, nhất là dự án cảng Liên Chiểu, và hướng thì là đề xuất Trung ương để Đà Nẵng thí điểm xây dựng mô hình chính quyền cảng. Tham mưu để chúng ta có cái đề xuất chính phủ xin được thí điểm mô hình chính quyền cảng trong quá trình xây dựng cảng Liên Chiểu. Chứ nếu như không được mô hình ra thì chúng ta sẽ rất khó. Nếu như chúng ta không có các cái kênh để mà kêu gọi các nguồn đầu tư khác thì chúng ta không có để đầu tư đâu. Và chính quyền cảng đây là mô hình mới và xu hướng của thế giới. Thì đề nghị các đồng chí là ưu tiên triển khai các công trình xử lý ngập, úng, khớp nối hệ thống xử lý nước thải, chủ động triển khai kịch bản phòng chống thiên tai bão lũ sắp tới. Đà Nẵng đã được chọn từ rất sớm nên là đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý, và hiện nay thiên tai thì khó lường. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Hòa Vang, đẩy mạnh cải cách hành chính, chương trình thành phố Bốn An, lưu ý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chú trọng xây dựng thành phố thông minh, phát triển vận tải hành khách công cộng. Bí thư Thành ủy yêu cầu chú trọng hơn nữa công tác xây dựng đảng, nhất là đánh giá việc thực hiện nghị quyết Trung ương 3 về công tác cán bộ và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Trung ương 6, chú trọng hơn nữa đến công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp với các bộ ngành trung ương thực hiện tốt công tác truyền thông, công tác chính trị tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, động viên phong trào của thành phố. Với tinh thần minh bạch, kịp thời, quan điểm là không có vùng cấm. Đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý như vậy. Thời gian đến, với khối lượng công việc nhiều và hết sức quan trọng, chúng tôi mong đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy ban Chấp hành và toàn thể các đồng chí phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung tay vượt qua khó khăn, thách thức. Lấy kết quả công việc là thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành cấp ủy, chính quyền thành phố, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết 2017 và những năm tiếp theo. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng đã thông tin nhanh đến các đại biểu dự hội nghị về kết quả của hội nghị Trung ương 6 vừa qua với việc thông qua 4 nghị quyết và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy mà Trung ương đã kết luận.
Trước khi bước vào hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức phát động quyên góp hỗ trợ các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng trong các đợt mưa lũ vừa qua. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành quyên góp hỗ trợ. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để tiến hành trao đến tận nơi hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại, qua đó góp phần chia sẻ khó khăn để người dân các tỉnh bị ảnh hưởng mưa lũ sớm ổn định cuộc sống. Chiều nay, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Tại khách sạn Intercontinental, Ban Quản lý cho biết hiện tất cả đã sẵn sàng đáp ứng tối đa các yêu cầu phục vụ hội nghị APEC 2017. Ngoài việc đảm bảo các tiêu chí an ninh an toàn cho các nguyên thủ, các đoàn tháp tùng của các nước, hiện các hạng mục hạ tầng đầu tư mới tại đây như bãi đỗ xe ô tô, bãi đỗ máy bay trực thăng và các hạng mục lễ tân cũng đã hoàn thiện. Tại công trình khách sạn Sheraton, đại diện chủ đầu tư cho biết đến cuối tuần này công trình sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Trước đó, đơn vị đã vận hành thử các khu tổ chức hội nghị, đón tiếp khách sạn, các phân khu phụ trợ, câu lạc bộ biển, hồ bơi, tất cả đều đã sẵn sàng. Còn tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng, công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành, đảm bảo chỗ đậu đỗ máy bay cho các đoàn khách quốc tế tham dự hội nghị, chỗ đậu đỗ cho 1.600 xe phục vụ đại biểu và 3 phòng khách VIP đón tiếp các nguyên thủ các nước. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị tại các nơi kiểm tra, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản yêu cầu các đơn vị được giao phục vụ hội nghị APEC 2017, các địa phương nơi các đoàn đại biểu đi qua phải hoàn thành việc đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan trước tháng 11 tới. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Vận động Tài trợ thuộc Ủy ban Quốc gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 2017, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố các nhà tài trợ cho năm APEC 2017. Trong số 31 nhà tài trợ đã ký hợp đồng có 8 nhà tài trợ đặc biệt với mức tài trợ từ 10 tỷ đồng trở lên bằng hiện vật và tiền mặt. 8 nhà tài trợ chính với mức tài trợ từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao sự đóng góp của các nhà tài trợ cho APEC 2017. Đây cũng là dịp thế giới, các nước trong khu vực, các nền kinh tế tham gia APEC biết đến các doanh nghiệp, các nhà tài trợ thông qua hình ảnh, sự đóng góp từ trên đường vận chuyển giao thông cho đến các phương tiện thông tin, cũng như đến tặng bàn ăn của các đại biểu. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 vào ngày 21 tháng 10 tới, Bộ Công an sẽ phối hợp với thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Theo kế hoạch, vào sáng ngày 21 tháng 10, dự kiến thời gian diễn tập sẽ từ 6 giờ đến 12 giờ tại tuyến đường Trần Hưng Đạo và trên sông Hàn đoạn từ đồn biên phòng Cảng Tiên Sa đến cầu sông Hàn. Để hoạt động lễ xuất quân diễn tập được trọng thị, trang nghiêm, hiệu quả, đồng thời răn đe ngăn chặn âm mưu hoạt động của các đối tượng chống phá tuần lễ cấp cao hoặc lợi dụng sự kiện này để xâm phạm an ninh trật tự và hoàn thiện quy trình phương án xử lý các tình huống chống khủng bố bảo vệ hội nghị. Thưa quý vị, sau một tháng phát động, chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành du lịch Đà Nẵng và các đơn vị thường xuyên giao tiếp với du khách. Với thông điệp chung tay vì một Đà Nẵng ngày càng văn minh, thân thiện và mến khách, chiến dịch này được kỳ vọng là sẽ góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017 và du khách. Chợ hàng là nơi có đông khách tham quan mua sắm, đặc biệt là khách quốc tế. Vì vậy, sau khi thành phố phát động chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng, Ban Quản lý chợ đã tập trung tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương có thái độ niềm nở, hòa nhã, đặc biệt là luôn nở nụ cười chào đón khi tiếp xúc với người dân và du khách. Là mình là người buôn bán thì mình tiếp xúc với khách hàng không những trong nước mà còn có những nước ngoài đến tham quan du lịch trong nước mình, thì cái nụ cười thân thiện của mình đối với khách rất là quan trọng. Còn tại các khách sạn, Ban Quản lý thường xuyên nhắc nhở nhân viên hưởng ứng chiến dịch bằng các hành động cụ thể,
nhờ ứng xử văn hóa thân thiện với du khách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Người ta nói là nụ cười bắt đầu của câu chuyện. Vì vậy cho nên rằng là tôi và cùng tất cả các anh chị em ở trong khách sạn thì luôn luôn với một tâm thế và những nụ cười luôn luôn nở ở trên môi, để đó là cái đầu tiên nhất mang lại cho khách hàng cái sự thoải mái, sự ấm cúng trong cái cung cách phục vụ. Chúng tôi cũng đã gửi một số các cái anh chị em của đầu ngành đã đi tham dự một số các cái lớp tập huấn do bên Sở Du lịch và thành phố có tổ chức. Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng với trên 10.000 đại biểu quốc tế, trong đó có lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên và đông đảo các hãng truyền thông lớn trên thế giới. Vì vậy, mục tiêu mà chiến dịch nụ cười Đà Nẵng đặt ra là xây dựng và hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành du lịch và các đơn vị liên quan đến hoạt động du lịch. Với cái chiến dịch nụ cười Đà Nẵng hướng tới tuần lễ cấp cao APEC, chúng tôi mong muốn và kỳ vọng vào cái sự tham gia hưởng ứng của các sở ngành, của các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp cũng như là của người dân thành phố, với cái mục tiêu chung đó là chung tay xây dựng cái môi trường du lịch của thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, thân thiện và mến khách. Qua thời gian triển khai cũng được gần một tháng thì chúng tôi cũng đã nhận được cái sự hưởng ứng tham gia rất là nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, các sở ban ngành, của các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp cũng như là trực tiếp của cộng đồng, của người dân địa phương. Chúng tôi muốn truyền tải thông qua cái chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng hướng tới APEC, đó là chúng tôi mong muốn là du khách trong và ngoài nước khi tới tham quan thành phố của chúng ta cảm nhận được cái vẻ đẹp, cái sự năng động của thành phố Đà Nẵng, cũng như là cảm nhận được cái sự thân thiện, mến khách của cái môi trường du lịch nói chung và của cộng đồng người dân thành phố nói riêng. Để chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng có sức lan tỏa, các sở ngành của thành phố Đà Nẵng đã đang tích cực tuyên truyền và triển khai phổ biến bộ quy tắc ứng xử đến từng hộ dân, cơ sở kinh doanh. Sở Du lịch thành phố đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cách ứng xử, giao tiếp cho những người làm du lịch. Với hy vọng mỗi người dân sẽ trở thành một đại sứ du lịch, chung tay với chính quyền thành phố vì một Đà Nẵng văn minh, thân thiện và mến khách. Sáng nay, Hội Nữ Tri Thức Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022, đến dự có Phó Chủ tịch thành phố Hồ Kỳ Minh. 5 năm qua, Hội Nữ Trí Thức thành phố tập trung kiện toàn bộ máy, tập hợp, liên kết được lực lượng nữ trí thức trên địa bàn. Theo đó, vai trò của nữ trí thức trong việc tham gia nghiên cứu khoa học ngày càng được chú trọng. 5 năm có 27 đề tài dự án do nữ làm chủ nhiệm và được ứng dụng cao trong thực tiễn. Nhiệm kỳ đến, Hội Nữ Trí Thức thành phố tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động nhóm liên kết phụ nữ tham chính, chi hội phụ nữ trí thức các quận huyện, phong trào thi đua nữ trí thức đam mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường các hoạt động tư vấn, phản biện, tham mưu đề xuất với lãnh đạo các cấp về những cơ chế chính sách liên quan đến nữ trí thức. Phó Chủ tịch thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nữ Trí Thức đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ đến, Hội tập trung khuyến khích hội viên tham gia nhiều đề tài khoa học, xây dựng những ý tưởng, các vấn đề liên quan đến phụ nữ, những vấn đề có ý nghĩa đối với sự phát triển của thành phố, tổ chức tôn vinh những điển hình nữ trí thức tiên tiến trên các lĩnh vực, quan tâm đến công tác quy hoạch, đề xuất bổ sung nữ trí thức đủ năng lực tham gia vào công tác lãnh đạo quản lý. Dịp này, Phó Chủ tịch thành phố Hồ Kỳ Minh tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho một tập thể và hai cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng dự án cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước từ đập dân Kha Râm phục vụ sinh hoạt cho 58 hộ dân thôn An Định và 131 hộ dân thôn Nam Yên, đầu tư tuyến ống nhánh và ống phân phối cấp nước cho 100 hộ dân thôn Nam Yên từ công trình nước và Khai Hội Yên, góp phần đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của nhân dân tại khu vực. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 3 tỷ 300 triệu đồng trích từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện là giai đoạn 2017-2018.
Thưa quý vị, với hơn 11.000 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng sửa chữa với số tiền gần 130 tỷ đồng, có thể nói trong 17 năm qua, chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết đã trở thành dấu ấn của mặt trận các cấp trong công tác chăm lo đời sống cho người nghèo. Phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết dân tộc, mặt trận thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã huy động nhiều nguồn lực chung tay giúp đỡ người nghèo. Phóng sự được thực hiện nhân ngày vì người nghèo Việt Nam ngày 17 tháng 10. Năm 2016, được mặt trận hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của người thân, bà con hàng xóm, gia đình chị Đỗ Thị Ái ở tổ 87, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê đã xây được mái nhà kiên cố khang trang. Khi người chồng bị tai biến, không còn khả năng lao động, việc chăm sóc mẹ già đến gánh nặng kinh tế đều một tay chị Ái quán xuyến, thì đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực để gia đình yên tâm có chỗ trú mưa, trú nắng, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để chị Ái tiếp tục nỗ lực vươn lên. Nói chung là hồi kia hỗ trợ là coi như là nhà bị sập sệ, nhưng mà nhà cũng bị hư. Nhưng mà được cái sự hỗ trợ của quận và của phường á, là trừ á, là coi như cái nhà làm lên cái nhà đàng hoàng với bọn bè với quanh hàng xóm á, để giúp đỡ cho một ít nữa mới làm lên được cái nhà khang trang như đây. Cùng với gia đình chị Đỗ Thị Ái, 17 năm qua, với chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, mặt trận thành phố đã hỗ trợ cho hàng ngàn hộ gia đình có được mái nhà kiên cố để an cư lạc nghiệp. Không chỉ vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở còn có các biện pháp hỗ trợ phù hợp cho các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ học bổng cho sinh viên hộ nghèo đã tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để các em học hành đến nơi đến chốn. Mặt trận các cấp đã hỗ trợ cho gia đình em không những về vật chất mà vẫn tinh thần. Đây là sự quan tâm thiết thực của mặt trận các cấp đối với gia đình em nói chung và đối với riêng bản thân em nói riêng. Sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ mặt trận đã góp phần cùng với thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai tháng cao điểm vì người nghèo. Thời gian đến, mặt trận các cấp tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, vừa hỗ trợ, vừa tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tin chúng tôi mới thực hiện. Chiều nay, Phó Chủ tịch thành phố Hồ Kỳ Minh đã đến thăm và tặng quà gia đình cán bộ lão thành cách mạng nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà. Phó Chủ tịch thành phố đã đến thăm Đại tá Lê Quân, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Giám đốc Hải quan tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Trung tướng Phạm Minh Tâm, nguyên Phó Tổng Thanh tra Quân đội và gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Lai, nguyên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ty Công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch thành phố Hồ Kỳ Minh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Phó Chủ tịch thành phố mong muốn các cụ luôn khỏe mạnh, sống vui, sống khỏe, đồng thời động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh. Tiếp tục chương trình là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua đã bỏ phiếu bầu 15 thành viên mới vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các quốc gia mới được bầu gồm Afghanistan, Angola, Australia, Chile, Cộng hòa Dân chủ Congo, Mexico, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Slovakia, Tây Ban Nha và Ukraine. Những nước này sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 3 năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đáng chú ý trong số này, Nigeria và Qatar là hai quốc gia đã lần thứ hai tái cử nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân quyền. Phát biểu sau khi Australia được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng nước này Zubia Bishop nhận định việc Australia giành được 176 lá phiếu ủng hộ là một minh chứng mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của nước này trong việc bảo vệ nhân quyền. Bà Bishop nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, Australia sẽ tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ, quyền của người bản địa, giải quyết vấn đề người tị nạn. Cộng đồng quốc tế tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với thỏa thuận hạt nhân Iran. Hôm qua, Nhật Bản và Iran đã nhất trí tiếp tục hợp tác để hỗ trợ thực hiện thỏa thuận lịch sử này.
Trong cuộc điện đàm kéo dài 15 phút giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, hai bên đã nhất trí tiếp tục ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran và cùng nhau hỗ trợ để thực hiện thỏa thuận nói trên. Ngoại trưởng Kono nhận định, Iran có vai trò quan trọng, mang tính kiến tạo đối với hòa bình khu vực. Do đó, Nhật Bản mong muốn vấn đề được giải quyết thông qua đối thoại. Về phần mình, Ngoại trưởng Zarif đánh giá cao lập trường của Tokyo, đồng thời tái khẳng định Iran vẫn luôn và sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận này trong thời gian tới. Anh và Ủy ban châu Âu EC nhất trí thúc đẩy các nỗ lực để đạt được một thỏa thuận cho việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU, còn gọi là Brexit. Đây là tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp ngày hôm qua giữa Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker tại thủ đô Brussels của Mỹ. Tại cuộc gặp kéo dài 2 giờ, hai bên đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ đàm phán Brexit. Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp nêu rõ, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận trong không khí xây dựng và thân thiện, cùng với sự tham dự của hai trưởng đoàn đàm phán Brexit của hai bên là ông David Davister và Michel Barnier. Hai nhà lãnh đạo cho biết đã xem xét những tiến bộ đạt được kể từ sau khi Anh và EU chính thức bắt đầu đàm phán, đồng thời nhất trí sẽ cùng nhau thúc đẩy các nỗ lực trong những tháng tới. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.